Chào mừng các em trở lại với khóa học vật lý lớp 10 của olm.vn. Tiếp theo chúng ta sẽ ôn tập về một số lực đã học. Đầu tiên đó là trọng lực. Trọng lực là lực hấp dẫn do trái đất tác dụng lên vật gây ra cho vật gia tốc rơi tự do, và trọng lực được ký hiệu là vector P. Vậy trọng lực liên hệ với gia tốc rơi tự do qua biểu thức nào? Chính xác rồi, ta có biểu thức P bằng M nhân G. Ngoài ra, các em hãy nhớ rằng ở gần trái đất thì trọng lực có các đặc điểm sau: phương thẳng đứng, chiều hướng từ trên xuống, và điểm đặt thì tại trọng tâm của vật. Lực căng. Ta có một quả cầu được treo vào một sợi dây mảnh không giãn như hình. Khi đó sợi dây bị kéo căng, nó tác dụng lên hai vật gắn với hai đầu dây, hai lực căng. Hai lực căng đó chính là lực căng T và lực căng T phẩy. Ngoài ra thì lực căng dây lại cân bằng với trọng lực tác dụng lên vật nặng. Vì vậy, ba lực này có độ lớn bằng nhau. Và lực căng dây thì không chỉ xuất hiện ở hai đầu sợi dây tiếp xúc với các vật mà xuất hiện tại mọi điểm trên dây. Bây giờ các em hãy cùng làm bài tập sau nhé. Một vật được treo dưới một sợi dây theo phương thẳng đứng thì bị một cơn gió thổi theo phương nằm ngang, làm dây treo lệch đi so với phương thẳng đứng một góc 30 độ. Biết khối lượng của vật là 2 kg. Lấy G bằng 9,8 m trên dây bình, xác định lực căng của dây và độ lớn của lực mà gió tác dụng lên vật ở vị trí cân bằng. Đúng rồi đấy các em ạ. Đầu tiên chúng ta sẽ xác định các lực tác dụng lên vật nặng, gồm có trọng lực P và lực F là lực mà gió tác dụng lên vật, lực căng T của sợi dây. Khi vật và sợi dây nằm cân bằng thì tổng các lực tác dụng lên vật bằng 0. Điều này được suy ra từ định luật 2 Newton. Khi đó ta sẽ có P cộng F cộng với T bằng 0. Mặt khác, trọng lực P và lực F có thể được tổng hợp theo quy tắc hình bình hành. Ta có P cộng F chính bằng T phẩy. Như vậy, T phẩy cộng với T bằng 0. Mà hai lực này lại cùng phương ngược chiều, do đó mà chúng có độ lớn bằng nhau, T phẩy bằng T. Các em cũng xác định được góc hợp bởi lực T phẩy và lực P, đó là góc 30 độ. Như vậy, T bằng T phẩy bằng P trên cos 30 độ. Thay số, các em tính được T bằng T phẩy và bằng 22,6 N. Đây chính là lực căng của dây. Còn độ lớn của lực F thì ta có F bằng P nhân với tan 30 độ. Thay số, các em sẽ tính được F bằng 11,3 N. Loại lực tiếp theo mà chúng ta được tìm hiểu đó là lực ma sát. Có các loại lực ma sát như lực ma sát nghỉ, lực ma sát trượt hay lực ma sát lăn. Trong đó, lực ma sát nghỉ là lực ma sát xuất hiện ở mặt tiếp xúc khi vật chịu tác dụng của một ngoại lực có xu hướng làm vật chuyển động. Và lực ma sát nghỉ đã triệt tiêu ngoại lực này, do đó làm vật vẫn đứng yên. Nhờ có lực ma sát nghỉ mà chúng ta có thể đứng được trên mặt đất, tay có thể cầm nắm các vật hay đinh có thể được giữ ở trên tường đấy các em ạ. Khi vật trượt trên bề mặt của vật khác thì xuất hiện lực ma sát trượt ở bề mặt tiếp xúc giữa hai vật. Và độ lớn của lực ma sát trượt thì tỷ lệ với độ lớn của áp lực giữa hai bề mặt tiếp xúc theo biểu thức F ma sát bằng nguy nhân N. Trong đó nguy là hệ số ma sát trượt phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai bề mặt tiếp xúc. Từ biểu thức này thì ta có thể thấy rằng độ lớn của lực ma sát trượt không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc hay tốc độ chuyển động của vật, chỉ phụ thuộc vào vật liệu và tính chất của hai bề mặt tiếp xúc thông qua hệ số ma sát trượt nguy. Ngoài ra thì hệ số ma sát trượt cũng là một đại lượng không có đơn vị các em ạ.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm bài tập sau nhé. Một xe điện đang chạy với vận tốc 36 km/h thì hãm phanh lại đột ngột. Bánh xe không lăn nữa mà chỉ trượt trên đường ray. Biết hệ số ma sát trượt giữa bánh xe và đường ray là 0,2. Lấy G bằng 9,8 m/s. Hỏi kể từ lúc hãm phanh, xe điện còn đi được bao xa thì dừng lại. Các em hãy làm bài tập này và cho cô biết câu trả lời nhé. Chính xác rồi đấy các em ạ. Đầu tiên chúng ta sẽ cần phải xác định các lực tác dụng lên xe điện khi hãm phanh. Các lực tác dụng lên xe khi đó sẽ là trọng lực P, phản lực N và lực ma sát trượt. Lực ma sát làm cho xe chuyển động chậm dần và dừng lại. Ta chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ. Khi đó áp dụng định luật 2 Newton cho chuyển động của vật theo hai trục Ox, Oy, chúng ta sẽ được hệ phương trình sau. Theo trục Ox thì các lực tác dụng lên vật chỉ gồm có lực ma sát. Mà lực ma sát lại ngược chiều dương của trục Ox, do đó ta có Fx sẽ bằng trừ F ma sát và bằng MA. Theo trục Oy, các lực tác dụng lên vật gồm có trọng lực P và phản lực N. Khi đó ta có Fy bằng N trừ P và bằng 0. Bởi vì vật chỉ chuyển động theo phương ngang, do đó gia tốc chuyển động theo phương thẳng đứng là bằng 0. Từ phương trình 2, chúng ta suy ra được phản lực N bằng với trọng lực P. Mặt khác, ta lại có F ma sát bằng Nguy nhân N. Vậy, F ma sát sẽ bằng Nguy Mg. Thay vào phương trình 1, chúng ta sẽ được trừ Nguy Mg bằng Ma. Vậy, ta suy ra A sẽ bằng trừ Nguy nhân G và bằng trừ 1,96 m/s. Gia tốc này có giá trị âm là đúng bởi vì vật đang chuyển động chậm dần. Khi đã biết được gia tốc chuyển động của vật thì ta có thể tính được quãng đường mà vật đã đi theo công thức S bằng V bình trừ V không bình trên 2A. Thay số, kem tính được S bằng 25,51 m. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp lại các em ở những bài học tiếp theo của olm.vn.